Thưa quý vị và các bạn, Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe Innova sản xuất 2010 bản G xịn. Xe có màu vàng cát rất đẹp ạ. Innova vàng cát bản G xịn sản xuất 2010 số sàn máy 2.0 đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá 370 triệu đồng. 370 triệu đồng cho một chiếc Innova G sản xuất 2010. Một chiếc Innova G 2010 đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá 370 triệu đồng ạ. Dung Audi xin đưa tới quý vị một chiếc Innova với thân vỏ và nội thất còn rất đẹp cho một chiếc xe 2010, được trang bị gương chỉnh điện, vô lăng 4 chấu, màn hình camera lùi đầy đủ. Đây là nội thất chiếc xe. Xe được trang bị màn hình camera lùi, vô lăng 4 chấu, gương chỉnh điện, túi khí, giả ba giả dàn điều hòa đây ạ. Hai dàn điều hòa, ba dàn ba vùng đấy ạ. Điều hòa hai dàn ba vùng. Xe mua về đổ xăng chạy không phải làm bất cứ thứ gì về xe, xe cực đẹp luôn ạ. Chỉ có 370 triệu đồng. Đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Hotline 0855 966 966. Cho một chiếc Innova G 2010 số sàn động cơ 2.0. Đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Cho một chiếc Innova G xịn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp, xem xe chạy thử trực tiếp tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Đang chào chị bán chiếc Innova G này. Innova G sản xuất 2010 số sàn động cơ 2.0 đang được chào bán với giá 370 triệu đồng. Đây là cái khoang máy của chiếc xe. Các bạn có thể nhìn thấy xe rất là đẹp. Chỉ có 370 triệu đồng cho một chiếc Innova G sản xuất 2010 số sàn động cơ 2.0. Ba vùng điều hòa, 4 la răng đúc, 3 vùng điều hòa, vô lăng 4 chấu, gương chỉnh điện, màn hình camera lùi đầy đủ. Các bạn sẽ xem xe chạy thử trực tiếp, test xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, với giá 370 triệu đồng. Hotline 0855 966 966. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã theo dõi clip. Các bạn hãy đừng quên bấm nút đỏ để đăng ký kênh và bấm nút có chuông để được cập nhật những cái thông tin về xe cộ
mà Dung Audi ô tô cũ Hải Dương mua về đưa tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào quý vị.